Xin được chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với bản tin vào buổi chiều ngày 27 tháng 5 năm 2024 với những thông tin cập nhật mới nhất về bóng đá Việt Nam. Trong cái bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về danh sách đội tuyển quốc gia mà đích thân huấn luyện viên Kim Sang-sik đã lên sóng vào buổi chiều ngày hôm nay lúc 14 giờ. Tiếp theo đó là câu chuyện của Phạm Tuấn Hải đang có ý định là chia tay với Hà Nội FC. Hoàng Đức sẽ chia tay với Viettel hay không thì chưa biết, nhưng bên phía Viettel đã có người thay thế xứng đáng và đang được khen ngợi rất nhiều rằng hoàn toàn có thể đáp ứng được vai trò của Nguyễn Hoàng Đức để lại. Và thêm vào đó là một thông tin đến từ một đội bóng khác là đối thủ của chúng ta sắp tới đây, đó chính là Philippines, với những cái sự chúc chắc của họ. Và chưa chắc rằng với những cái lời tuyên bố đanh thép của huấn luyện viên Tom Sanghvee thì liệu rằng họ có thắng được chúng ta hay không chưa biết. Thế nhưng mà bây giờ họ gặp vô vàn những cái khó khăn. Thế thì xin mời các bạn ấn một nút like để chúng ta bắt đầu bước vào phần tin ngày hôm nay ngay bây giờ đây các bạn. Thông tin đầu tiên đó là vào buổi chiều ngày hôm nay thì tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển quốc gia để tập trung ở dịp FIFA Day vào tháng 6, chuẩn bị thi đấu hai trận đấu còn lại của khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, cũng như là đây sẽ là lần đầu tiên để huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể làm quen, truyền tải triết lý cũng như là bắt đầu xây dựng mối quan hệ thật sự là tốt với lại bóng đá Việt Nam, và đặc biệt là cái màn ra mắt nếu như đầu xuôi thì người ta nghĩ rằng đuôi sẽ lọt dành cho ông Kim Sang-sik. Buổi chiều ngày hôm nay thì ông ấy đã đích thân là lên sóng và công bố danh sách 27 cầu thủ, chứ không như những nhà báo rồi là những tờ báo khác đồn đoán nào là 30, nào là từ 30 đến 35, nào là 35 vân vân. Thì những cái đó là chúng ta đều hiểu là đương nhiên là bây giờ trong cái giai đoạn này ông Kim Sang-sik cực kỳ bí mật về mặt thông tin. Vì thế là các anh nhà báo tận dụng cái lợi thế của mình là có danh tiếng rồi, có uy tín rồi, đâm ra là chém gió, đúng không? Thế cuối cùng thì ông Kim Sang-sik chỉ chốt đúng có 27 cầu thủ thôi các bạn ạ. Thế thì 27 cầu thủ này được ông Kim Sang-sik đã sàng lọc trong một cái quá trình cũng tương đối là nhiều trận đấu. Ông ấy theo dõi rất sát vào các trận đấu trực tiếp ở trên sân cỏ của các mặt sân ở khắp Việt Nam. Ngoài ra thì những băng ghi hình của tất cả các trận đấu ở V-League đều được bên phía phòng đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cung cấp cho ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam, và tiêu biểu đại diện trong đó đó là ông Kim Sang-sik. Vì thế ông ấy đã nghiên cứu rất kỹ càng, khác hoàn toàn so với Philippe Trousse khinh bóng đá Việt Nam không thèm đến sân. Thế nhưng mà ông Kim Sang-sik ông không những đến đâu, mà ông ấy về nhà ông còn nghiên cứu sàng lọc rất kỹ càng, thì đó là những cái vô cùng là tốt. Và trong cái đợt tập trung này thì chúng ta vẫn thấy những gương mặt rất quen thuộc như là Nguyễn Philip, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Dũng Tư đó, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải vân vân. Bên cạnh đó thì có sự góp mặt của nhân tố cực kỳ mới, đó là Tô Văn Vũ sau một thời gian dài vắng mặt. Thực ra thì mới cũng không hẳn là mới, nhưng mà tôi cũng phải nói luôn đó là dưới triều đại của ông Trousse thì gần như là không có cửa, đúng không? Thì bây giờ Tô Văn Vũ với những cái gì trình diễn rất là tuyệt vời trong màu áo của Nam Định thì rõ ràng là anh ấy xứng đáng lên được thôi, đúng không? Chứ còn Trousse có xem đâu, nên là Trousse bỏ lỡ rất nhiều tài năng của Việt Nam. Thế thì thưa với các bạn là nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng của đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là thế hệ kế cận thì ông Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho một số những gương mặt trẻ, ví dụ như là thủ thành Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Tùng và Bùi Vĩ Hào. Như vậy là cái tên Phan Tuấn Tài, một số anh em đồn ngày hôm qua, rất nhiều tờ báo uy tín nhá, đồn thì lại có mặt ở trong cái nội dung này, thì rõ ràng là đây là những cái mà chúng tôi cảm thấy là đúng là lần dần dần chúng ta sẽ lật mặt ra những cái tay nhà báo Việt Nam, nó cứ nói sai dần dần ra, đúng không ạ? Thế còn lại thì chúng ta vẫn còn thiếu đi một số những cái sự vắng mặt rất là đáng tiếc, ví dụ như là Quế Ngọc Hải hay là Đoàn Văn Hậu. Thì đương nhiên rồi, Ngọc Hải thì thời gian vừa rồi thể hiện chưa được tốt, cũng như là cái chấn thương thì bạn ấy có cái tiền sử chấn thương. Còn Đoàn Văn Hậu thì đương nhiên rồi, bây giờ bạn ấy đã khỏi đâu mà thi đấu được, đúng không ạ? Thế thì thưa với quý vị và các bạn thì tôi sẽ đọc lại một lần nữa bản danh sách mà ông Kim Sang-sik đã đích thân chia sẻ vào buổi chiều ngày hôm nay như sau. Thủ môn gồm có Nguyễn Philip của Công an Hà Nội, Đặng Văn Lâm của Meriden Quy Nhơn Bình Định, Nguyễn Đình Triệu của Hải Phòng FC, Quan Văn Chuẩn của Hà Nội. Tuyến hậu vệ gồm có Bùi Tiến Dũng, tức là Dũng Tư, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, bốn cầu thủ này của Thế Công Viettel, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh của Công an Hà Nội, và hai hậu vệ nữa đến từ Hà Nội FC, đó là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Duy Mạnh. Trên tuyến tiền vệ thì Thế Công Viettel có hai cầu thủ, đó là Nguyễn Hoàng Đức và Khuất Văn Khang, Tuấn Anh và Tô Văn Vũ là đại diện của Thép Xanh Nam Định, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Trường của Hà Nội FC, và Đông Á Thanh Hóa có Nguyễn Thái Sơn, Công an Hà Nội thì vẫn có Nguyễn Quang Hải góp mặt.
Tuyến tiền đạo gồm có hai nhân tố rất xuất sắc của Hà Nội FC, đó là Phạm Tuấn Hải và Luca Tùng. Tôi nói vui là Luca Tùng thôi, không chê em cái gì cả các bạn nhé. Bùi Vĩ Hào của BKMX Bình Dương và đàn anh Nguyễn Tiến Linh, Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Văn Toàn của Thép Xanh Nam Định. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy là đội đầu bảng cũng có khá nhiều cái tên xuất hiện ở trên màu áo đội tuyển quốc gia, đúng không ạ? Thì nó khác hoàn toàn so với thời Truce. Rõ ràng đội bóng mạnh nhất thì thường sẽ phải có nhân tố tốt nhất, và đương nhiên là họ đang dẫn đầu bảng như vậy thì họ sẽ có sự tự tin. Thế mà Truce không gọi, thế nhưng mà Kim Sang-sik đã gọi, và đó là cái sự khác biệt rất rất nhiều. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Vâng, và đến hôm nay thì tôi cũng phải nói thêm với các bạn, đó chính là ngày hôm qua thì có cái thông tin liên quan tới lời phát biểu của ông Kim Sang-sik do báo Pháp Luật chia sẻ, và tôi đã phản biện ngay ở trong cái nội dung vào của ngày hôm qua, các bạn có thể xem lại. Và đến ngày hôm nay thì nhiều anh em cứ dâm gian nói rằng là ông Kim Sang-sik chưa đến Việt Nam đã chê rồi, chưa làm việc cái gì đã chê rồi. Thế thì như vậy là đây là một cái thông tin mà nó đẩy dư luận. Tôi vẫn phải nói với các bạn là thông tin này không biết là lấy ở đâu, ai là người phỏng vấn khi nào, trong bối cảnh nào, ai làm chứng. Thế thì chẳng có cái lý do gì cả, chẳng có video gì cả, chẳng có hình ảnh gì cả. Thế mà tung ra cái thông tin như vậy, nó có phải là ác ý không các bạn? Đấy thì tôi hy vọng rằng các bạn không bị cuốn vào những cái thông tin nó không chính thống như vậy. Và để đón nhận những thông tin có lẽ là uy tín nhất thì các bạn có thể đến với Bóng Đá TV. Chúng tôi không đảm bảo 100% sẽ là chính xác nhất, thế nhưng chúng tôi luôn luôn có sự kiểm chứng cũng như là có tư duy để có thể suy xét tình hình theo dạng đa chiều. Sau đó thì chúng ta sẽ... cộng với lại những cái dẫn chứng thì chúng ta sẽ kết luận được là ông ấy nói hay không nói, hay là thông tin đó có thật hay thông tin đó không có thật. Thì các bạn hãy cùng với chúng tôi là ở đây để tìm ra những cái thông tin nó là chính xác nhất các bạn nhé. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đến với cái thông tin tiếp theo. Và thông tin này thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện nó hoàn toàn là có thể xảy ra thôi. Đó chính là tiền đạo Phạm Tuấn Hải đang cân nhắc sẽ chia tay với Hà Nội FC sau thời gian dài đàm phán hợp đồng, nhưng đến lúc này thì vẫn chưa ổn thỏa các bạn ạ. Thế thì thưa với các bạn là hợp đồng giữa hai bên thì sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay, có nghĩa là chúng ta cũng chỉ còn có một vài những cái trận đấu nữa thôi. Tuấn Hải và Hà Nội FC thì vẫn đang đàm phán về một cái bản hợp đồng mới. Tuy nhiên là cái quá trình suốt trong quãng thời gian vừa qua thì không có tiến triển một cách khả quan. Trong trường hợp mà rời đội bóng thủ đô thì tiền đạo sinh năm 1998 ưu tiên việc xuất ngoại hơn là chuyển đến một đội bóng mới tại V-League. Đây là một thông tin khá là thú vị. Thực ra thì thông tin xuất ngoại là một cái thông tin an toàn dành cho tất cả các cầu thủ muốn đàm phán với mức lương cao hơn ở giải nội địa, đúng không ạ? Tại vì là thứ nhất là nước ngoài họ sẵn sàng trả lương cao. Đấy là trong trường hợp là gọi là thông tin đồn thôi nhá. Còn thực tế thì có thể là lương sẽ không cao được lắm đâu. Thế nhưng mà các cầu thủ của chúng ta nói câu lạc bộ nước ngoài thì anh em ở trong nước là khó đoán được hơn. Vì thế nên là cái khả năng đàm phán nó sẽ tốt hơn. Còn đối với lại các anh em mà nếu như mà nói rằng là đội bóng A ở V-League muốn tìm hiểu tôi, muốn đưa tôi về, đội bóng B muốn có hợp đồng của tôi, vân vân chẳng hạn, thì nói thật với các bạn là các ông chủ, các ông bầu với nhau ấy, họ liên hệ với nhau ngay, họ hỏi có thông tin nó thật hay không. Thế thì té ngửa ra là ê, thằng Tuấn Hải nó nói điều đấy, nó đang muốn là tăng giá trị của bản hợp đồng với Hà Nội FC thì nó nói vậy đấy. Thế thì như vậy thì Tuấn Hải không bao giờ có thể là gia tăng được cái giá trị trong cái bản hợp đồng của mình cả. Vì thế nên là bây giờ anh em Việt Nam có một cái thói, đấy là cứ đồn hết cả ra câu lạc bộ nước ngoài, nước trong đi cho nó oách, đúng không? Chứ còn ở Việt Nam chúng ta thì nói thật với các bạn là có vài câu lạc bộ thôi mà lại các ung bầu rồi các cò mồi các thứ là họ chơi với nhau thân lắm. Thế nên là bây giờ là đưa ra cái tương lai của Phạm Tuấn Hải là ra nước ngoài nó vô cùng là hợp lý các bạn ạ. Thế nhưng mà thôi, chúng ta vẫn phải nói về một cái tình hình thực tế, đó là Tuấn Hải là một cầu thủ xuất sắc. Trong 3 năm thi đấu cho đội bóng thủ đô thì Tuấn Hải đã ghi được 23 bàn thắng tại V-League, và cái màn trình diễn của tiền đạo quê Hà Nam này được thể hiện rất là tốt, đặc biệt ở AFC Champions League 2023-24. Anh ghi được 4 bàn và giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có được 2 chiến thắng ở vòng bảng trước Urawa Red Diamond và Vũ Hán 3 Town. Tuấn Hải giành luôn là danh hiệu quả bóng bạc 2023. Danh hiệu cá nhân này là sự ghi nhận cho đóng góp và nỗ lực của ngôi sao của Hà Nội FC. Còn ở bình diện đội tuyển quốc gia thì Tuấn Hải cũng chơi khá là tốt khi mà bạn ấy đã ghi bàn vào lưới của Nhật Bản. Và dưới thời của Truce thì đương nhiên Tuấn Hải là một quân bài gần như không thể thiếu. Tuy nhiên, sang cái triều đại mới của ông Kim Sang-sik thì cái câu chuyện của Tuấn Hải chưa chắc đã tốt như là cái thời kỳ của Truce. Tại vì nói thật với các bạn là Tuấn Hải vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Có nghĩa là một tiền đạo thì cái yếu tố quan trọng nhất là ghi bàn thì Tuấn Hải lại chưa hoàn thành thật sự là tốt cái vai trò của mình đâu. Thế nên bây giờ là lúc mà bên phía Tuấn Hải phải đẩy thật nhiều thông tin. Tại vì ví dụ như là chỉ trong vòng có nửa tháng nữa thôi, trong cái giai đoạn mà ông Kim Sang-sik
sử dụng ở trên đội tuyển quốc gia. Nếu như không sử dụng Tuấn Hải, chắc chắn giá của Tuấn Hải sẽ giảm xuống. Hoặc là nếu có sử dụng mà Tuấn Hải không đáp ứng được yêu cầu thì chắc chắn giá của Tuấn Hải cũng sẽ giảm xuống rất là nhiều. Vì thế nên là ngày hôm nay, chính ngày hôm nay là thông tin đã nói về câu chuyện là Tuấn Hải chuẩn bị ra nước ngoài thi đấu. Nếu như mà bên phía Hà Nội FC không mặn mà thì đấy là những cái mà thực sự là nó rất đúng theo những cái lý lẽ mà chúng ta đã chia sẻ. Còn những cái phí lót tay thế nào chúng ta sẽ cập nhật ở trong những cái phần nội dung khác. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì bên phía Tuấn Hải đang đòi hỏi một cái mức lót tay cũng như tầm các anh em trên đội tuyển quốc gia đấy. Tôi nói như vậy thôi. Ví dụ như trường hợp của Hoàng Đức chẳng hạn. Đấy, Hoàng Đức thì phí lót tay thì cũng không dưới là 6 tỷ đâu các bạn. Và hiện nay thì có nhiều thông tin nói rằng là nếu như mà Hoàng Đức sẵn sàng thử sức mình ở một cái đội bóng nào khác đó ở giải V-League của chúng ta đó, thì bạn ấy đang mong muốn là nhận cái mức đó là phí lót tay rơi vào khoảng không dưới 7 tỷ đồng. Thì đây là một trong những cái mức mà cũng không phải là quá cao đâu, nhưng mà nói thật là nhiều câu lạc bộ ở Việt Nam không sẵn sàng được. Đấy là cái chia sẻ của chúng tôi. Thế thì câu chuyện của Hoàng Đức thì nói thật với các bạn là bây giờ thì cứ làm mình làm mẩy vậy thôi, chứ còn thực tế thì thầy công Viettel bảo là có cần hay không. Thì thầy công Viettel vừa mới đưa ra một cái câu nói rằng là chả cần có Hoàng Đức thì vẫn có những cầu thủ chơi cũng chẳng kém Hoàng Đức đâu. Dĩ nhiên là họ không nói trực tiếp như vậy, tại vì là bây giờ họ phải khen ngợi cầu thủ của mình chứ. Thế nhưng trong cái trận đấu vừa rồi, một ngôi sao trẻ khác được vào sân ở phút thứ 68 thay thế cho Hoàng Đức, đó là Nguyễn Công Phương, lại thể hiện quá tốt vai trò của Nguyễn Hoàng Đức. Đó là vấn đề. Và chắc chắn rồi, ông Đức Thắng trong cái bối cảnh như thế này, ông ấy khen cầu thủ của mình rất là nhiều. Cụ thể thì ông Đức Thắng đã khen Công Phương như sau. Công Phương là một cầu thủ trẻ tiềm năng. Hôm nay cậu ấy vào sân đá tốt dù chơi vai trò khác với sở trường. Đây là bước tiến của một cầu thủ trẻ khi vào thế chỗ một đàn anh. Cậu ấy có sự thay đổi lớn về mặt tư duy. Điều này rất tốt cho một cầu thủ trẻ. Công Phương chưa may mắn vì hai trận đấu vừa rồi, cậu ấy chưa thể ghi bàn thắng. Nhưng bàn thắng sẽ đến vì những nỗ lực và sự phát triển của cậu ấy. Các bạn thấy thế nào? Rõ ràng là ông ấy rất hài lòng khi mà thay thế cho Hoàng Đức, đúng không ạ? Và ông ấy còn khẳng định là Công Phương còn tiến bộ hơn nữa. Đấy, chưa dừng lại đâu. Thế thì anh Nguyễn Đức Thắng thì cũng tiết lộ Hoàng Đức cũng gặp một số vấn đề về mặt chấn thương. Thì thôi, thì cái câu chuyện của Hoàng Đức thì thôi nhỉ, đúng không? Tại vì là thực tế thì anh Đức Thắng hôm trước anh cũng nói rõ ràng rồi, bây giờ không phải lúc nói. Tại vì là bản hợp đồng của Hoàng Đức với lại Viettel sẽ kết thúc vào tháng 1 cơ mà. Nếu bây giờ nói ra làm cái gì? Thế nhưng mà bây giờ thì anh lại đi khen một cầu thủ thay thế cho Hoàng Đức, mà Hoàng Đức ra sân thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, đội bóng vẫn cứ tốt thôi. Đấy là cái thông tin mà thực sự là sốc dành cho Hoàng Đức đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ không nói về bóng đá nội nữa, chúng ta sẽ nói về Philippines. Đội bóng sẽ đối đầu với chúng ta ở vòng loại thứ 2 World Cup vào tháng 6, ngày mùng 6 sắp tới đây. Và cuối năm thì họ còn tự tin là giành chức vô địch của AFF Cup. Thì đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng ông Tom Sanchez là ông ấy ngáo. Đấy, tôi nghĩ thế thôi chứ còn tôi không kết luận là ông bị ngáo các bạn ạ. Rồi ông ấy còn tuyên bố là ông ấy đi World Cup cơ mà, mặc dù là ông ấy đang chỉ có mỗi một điểm cùng Philippines và đứng ở cuối bảng xếp hạng. Thì đây là một trong những cái mà tôi cảm thấy nó hơi sốc về cái văn hóa. Tại vì có thể là Tây họ chém gió quen rồi, thế nhưng mà người Việt Nam mình cứ chân chất có sao thì mình nói vậy thôi. Thì nghe đấy họ chém gió là mình choáng, đúng không ạ? Thế nhưng mà nói thật với các bạn là chưa chắc là ông Tom Sanchez chém gió như vậy mà các cầu thủ Philippines cảm thấy sướng đâu các bạn. Thế thì thưa với các bạn là trong cái bản danh sách 28 người chuẩn bị cho cuộc đối đầu tại Mỹ Đình ngày 6 tháng 6 tới đây, phía bên phía Philippines đã công bố trước Việt Nam rồi, thì không ít cầu thủ đã không có mặt. Trước đó thì ông Tom Sanchez vẫn chờ đợi số cầu thủ này hồi âm. Thế nhưng mà đến hôm nay thì ông ấy đã bắt buộc phải chốt danh sách mà không có một vài gương mặt quan trọng ở trong đó. Thì rõ ràng là những cái lời chém gió của Tom Sanchez bị các cầu thủ coi rằng đó chắc là chỉ là diễn hề thôi. Mình đến góp mặt trong sự chỉ đạo của một ông hề như thế này thì có khi là mình lại bị tát nước vào mặt ấy nhỉ, đúng không? Kết quả nó chả ra làm sao, màn trình diễn thì của cả đội kém thì dẫn tới là khán giả có khi lại còn coi thường mình nữa cơ. Thế thì về làm cái gì, đúng không? Thế thì trong cái số này thì đáng tiếc nhất đó là trường hợp của Rafael Obemai, cựu cầu thủ của Bayern Munich. Hậu vệ này 28 tuổi và đang khoác áo cho Paderborn ở giải hạng nhì của Đức. Và anh được định giá là 1,2 triệu euro. Đây là cái cầu thủ đắt nhất trong đội hình hiện tại của Philippines. Thế nhưng mà rất tiếc là anh chàng này không có mặt. Vắng đi cái cầu thủ Obemai này thì Philippines đặt niềm tin vào cầu thủ 18 tuổi có tên là Santiago Rubalico. Đây là anh chàng mà đã nhập tịch từ năm ngoái cơ. Thì là thành viên của đội trẻ Atletico Madrid và cũng đá vai trò đó là hậu vệ cánh phải thôi. Trong cái trận lượt đi á, thì Santiago Rubalico thì cũng thể hiện được một chút
cái năng lực của mình. Tuy nhiên là nói thật với các bạn là gặp các đàn anh ở hàng hậu vệ của Việt Nam ấy thì Rubirico mà tham gia tấn công là tắt điện hết. Nên đâm ra là tôi cũng phải nói với các bạn là mang tiếng Tây vậy thôi, chứ còn cũng chưa ăn thua đâu. Thế thì các cầu thủ nhập tịch khác của Philippines hầu như là chỉ có chất lượng trung bình thôi. Trong số 6 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu thì gồm có Neil Antrit chơi ở Birmingham City của nước Anh đó, hay là Dylan Dimack chơi cho Zeus Wagergem của Bỉ, tôi đọc không chính xác lắm. Paul Tibanas đang chơi cho Pravukova của Croatia, vân vân. Thì có lẽ là chỉ có mỗi cái anh chàng thủ môn là có vẻ là chất lượng thôi. Anh chàng này chơi ở hạng nhì nước Anh, còn lại thì nói thật với các bạn là nó cũng chẳng có quá là nổi trội đâu. Thế nên là ông ấy chém gió vậy thôi để lên tinh thần thôi. Nhưng mà tôi cũng phải nói luôn với các bạn ạ, những lời khen, những lời tâng bốc, những lời có cánh thường tốt, nhưng mà chỉ tốt trong cái tình trạng đó là chúng ta có sẵn năng lực rồi thôi. Còn không có năng lực mà cứ bị khen ấy, nhiều khi là nó tự dưng nó lại run, nó không đá được đâu các bạn ạ. Thì đấy là cái chia sẻ rất thật của chúng tôi. Ở trong ngoài cuộc sống của các bạn cũng vậy thôi. Các bạn có cái năng lực nó khiêm tốn, thế nhưng mà mọi người cứ khen các bạn là kiểu gì các bạn cũng sẽ rất là rụt rè, và các bạn thậm chí mất luôn cả tinh thần cơ. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Thế thì đó là những cái thông tin có trong bản tin vào buổi chiều ngày hôm nay của kênh Bóng Đá TV. Còn buổi tối thì nếu như có thời gian thêm thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm với các bạn một cái nội dung nữa ở khung giờ 18 giờ như hàng ngày các bạn nhé. Thế tuy nhiên là hôm nay là một cái ngày mà chúng tôi cũng khá là bận bịu, đâm ra là cũng chỉ tranh thủ những khoảng thời gian nhỏ để chia sẻ với các bạn thôi, và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ở bên. Và để ủng hộ cho ekip của chúng tôi, các bạn hãy ấn một nút like, thế là chúng tôi vui lắm rồi. Còn bây giờ xin chào và xin được hẹn gặp lại trong nội dung tiếp theo nha.